Xin chào các bạn đã quay trở lại với công ty Nhạc Việt. Thì hôm nay mình sẽ đọc họp một cái loại đàn là SFX. Và cái dòng đàn này là dòng đàn standard series thôi. Nó là dòng đàn giá rẻ, không hề mắc, phù hợp cho những người mới tập chơi hoặc là diễn nghiệp dư, hoặc là mình dùng để chơi trong những buổi tiệc nhỏ nhỏ của gia đình. Thì hôm nay mình sẽ đọc một cái đàn có tên là SFX-MM. Thì cái đàn này mới về. Cái series đàn này thì nó rất là đặc biệt. Mình sẽ mở ra cho các bạn coi nha. Đây là phụ kiện đi theo cái đàn. Còn có một cái con ngựa và một cái pin. Mặt tóp, hông và lưng đều có một màu đỏ. Ba mặt đều là gỗ mahogany. Và dòng này là body slim, rất là nhỏ. Ở đây thì chúng ta có một cái pickup CE304 của Core. Thì đây có volume, tuner, bass mid-chep. Thì đây là những cái pickup chính hãng của đàn luôn, chứ không hề là độ hay là hết. Thì chính sách là bên công ty sẽ là bảo hành cho mọi người khi mà đến đây mua đàn. Đây, đỏ luôn, và cần cũng là mahogany luôn. Đây, cần đỏ chói luôn. Thì đàn này là có 20 ngăn. Cái cần đàn là 43mm. Đây, cái đàn rất là đẹp, nhưng mà giá thì rất là rẻ, không hề mắc luôn. Đây là một cây SFX AB. AB có nghĩa là Asbest. Đây cũng là gỗ Asbest, vẫn là cái tuner đó. Và ba mặt đều là một loại gỗ. Các bạn thấy không, rất là đặc biệt. Dòng này thì nó là ba mặt có một loại gỗ thôi. Và thông số thì cũng giống như cây này luôn. Và tiếp theo là bên đây vẫn là y như vậy luôn. Vẫn là một cây SFX với ba mặt đều là một loại gỗ. Và đây là gỗ đao. Gỗ đao ba mặt rất là đặc biệt. Thì các bạn muốn nhìn nó ở ngoài thực tế đẹp như thế nào, đặc biệt như thế nào, thì các bạn có thể đến trực tiếp 319 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, công ty Nhạc Việt, hoặc có thể gọi cho Hải với số điện thoại ở dưới để Hải có thể test tiếng thông qua điện thoại, chụp hình, quay clip cho mọi người xem. Thì cái giá của em nó thì cũng chỉ cỡ 4 triệu cho đến hơn 5 triệu một xíu tùy cây đàn. Đây, rất là đặc biệt, ba cây đều có chung một đặc điểm là ba mặt đều là gỗ, một loại gỗ hết. Vâng, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn tại công ty Nhạc Việt.